Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, hơn một tuần trở lại đây, trên địa bàn tỉnh liên tục ghi nhận các trường hợp nhiễm COVID-19. Riêng hôm qua 19 tháng 4 năm 2023, toàn tỉnh ghi nhận 22 ca mắc mới, tăng 4 ca so với ngày trước đó. Trước tình hình ca nhiễm COVID-19 có chiều hướng gia tăng, các trường học đã kích hoạt lại biện pháp phòng chống dịch nhằm bảo đảm sức khỏe cho học sinh và giáo viên, nhất là thời điểm kiểm tra, thi cử cuối năm học cận kề. Đến nay, các trường học trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã và đang siết chặt nguyên tắc 2K, tức khử khuẩn và khẩu trang. Tại trường tiểu học Đoàn Kết ở thành phố Vũng Tàu, cán bộ, giáo viên và học sinh buộc phải đeo khẩu trang khi đến trường. Nhà trường cũng trang bị thêm máy rửa tay và đo thân nhiệt tự động, máy diệt khuẩn tốc độ cao. Bằng nhiều hình thức khác nhau, giáo viên chủ nhiệm thường xuyên tuyên truyền cho phụ huynh, học sinh về tình hình dịch COVID-19 để chủ động phòng ngừa. Đeo khẩu trang, rồi rửa tay thường xuyên và những cái dụng cụ cá nhân như là bình nước uống thì cũng nên mang theo để tránh cái việc mà tiếp xúc những cái chung với nhau. Và nhà trường cũng thường xuyên là rà soát cũng như là vận động khuyến khích phụ huynh nên cho con em mình đăng ký để tiêm ngừa vaccine phòng chống COVID-19. Tại trường Trung học Cơ sở Châu Thành, thành phố Vũng Tàu, các biện pháp phòng chống dịch đang được tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, học sinh thông qua những buổi chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp hoặc qua chương trình phát thanh măng non của liên đội thiếu niên. Khi ra đường thì luôn phải đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là ở những nơi công cộng. Và khi về đến nhà thì ngay lập tức sử dụng dung dịch sát khuẩn để rửa tay bằng cồn hoặc là xà phòng. Và khi có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi hoặc khó thở thì ngay lập tức nhờ ba mẹ đưa đến cơ quan y tế gần nhất. Nhà trường ủng hộ và tuyên truyền được bảo rằng là tiêm vaccine rất là tốt, cho nên là em đã tự tin và đi tiêm phòng vaccine. Xác định vaccine vẫn là biện pháp hữu hiệu trong phòng chống dịch, các trường học trong tỉnh tăng cường vận động học sinh tiêm đủ liều vaccine phòng chống COVID-19. Cán bộ giáo viên nhân viên hiện nay đã hầu hết là đã được tiêm đến mũi thứ 3 và hơn 70% đã tiêm mũi thứ 4. Còn đối với học sinh thì đã có hơn 50% là các em tiêm đủ 2 liều cơ bản. Thì còn lại là em chưa có tiêm hoặc là tiêm một mũi. Thì nhà trường cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động. Thì nhà trường vẫn đang tiếp tục vận động phụ huynh cũng như học sinh tiếp tục tiêm các cái mũi vaccine tiếp theo để tăng cường cái việc sức trong phòng chống dịch bệnh. Thời điểm kết thúc năm học 2022-2023 đã cận kề với những kỳ kiểm tra, thi cử quan trọng sắp diễn ra. Bên cạnh sự chủ động của các nhà trường, phụ huynh học sinh cũng tích cực phối hợp phòng chống dịch như trang bị đầy đủ khẩu trang, vật dụng cá nhân cho con em khi đến trường, tiêm vaccine và theo dõi sát sức khỏe con em để kịp thời xử lý, điều trị khi phát hiện nhiễm COVID-19.